Bất diệt Long Đế chương 1167, đệ nhất công thần, 10, 50. Cơ mộng điềm ngồi ở trên vị trí cao nhất, ánh mắt quét qua trên mặt mọi người một lần, chốc lát sau nàng mới mở miệng nói. Lưu Trường Phượng, Điền Bảo, Cốc Nguyệt. 27 người các ngươi có thể đi rồi. 27 người bị gọi tên vừa có một chút không hiểu, vừa có một chút đi phẫn khó nhịn, cơ mộng điềm có ý gì? Gọi là tới đuổi là đi. Coi bọn họ là nô lệ sao? Hả? Cơ Mộng Điềm thấy rất nhiều người không nhúc nhích, gương mặt đẹp phát lạnh, sát khí trên người cuồn cuộn mà ra. 27 người bị gọi tên lập tức câm như hến, vội vàng đứng dậy rời đi. Sau khi đám người rời đi, Cơ Mộng Điềm mở cấm chế ám điện ra, rồi mới lên tiếng. "Ta và Lục Ly là tử thù, gia tộc 27 người vừa rồi hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ với Lục Ly, cho nên ta mời bọn họ rời đi. Nếu như các vị đang ngồi đây, cảm thấy muốn đi theo Lục Ly, hiện tại có thể rời đi bằng không sau khi hội nghị bắt đầu muốn đi cũng không đi được nữa xoạt xoạt sắc mặt rất nhiều người trở nên không được tự nhiên hôm nay cơ mộng điềm bày ra trận thế này là vì đối phó lục ly sao luân hồi cung và nhị điện chủ đều không đấu lại lục ly nàng còn chưa từ bỏ ý định nghĩ đến thủ đoạn và thế lực trong tay lục ly nội tâm rất nhiều người đều trở nên thấp thỏm lục ly ở ngay trong thí ma thành nếu như để hắn biết được bọn họ và Cơ Mộng Điềm bàn bạc làm sao đối phó hắn, không biết đến lúc đó có liên lụy gia tộc của mình hay không. Cơ tiểu thư, xin lỗi. Lập tức có công tử tiểu thư đứng dậy rời đi, Cơ Mộng Điềm muốn chết, bọn họ cũng không muốn chết cùng. Cơ Mộng Điềm không giữ bọn họ lại, mà lạnh nhạt nhìn bọn họ rời đi. Lúc đầu bên trong ám điện rất chật chội, nhưng bây giờ lại thoáng trở nên rộng rãi, ít nhất có hơn phân nửa người rời đi, chỉ còn lại không tới 40 người đại đa số trong đó đều là công tử tiểu thư các thế lực nương tự ngũ đại gia tộc rất tốt cơ mộng điềm hạ lệnh mở cấm chế ra quét nhìn đại điện nói người ở lại đều là trung dũng chi sĩ như vậy sau khi chúng ta hoàn thành chuyện này ta nghĩ rất nhanh gia tộc chư vị cũng sẽ quật khởi lợi ích nhận được không phải là ít ta lấy thân phận đường chủ thanh chiến đường bảo đảm thực ra trong lòng các công tử tiểu thư ngồi phía dưới đều đang bồn chồn nhưng gia tộc bọn họ đã dính đến ngũ đại gia tộc, khó có thể gột rửa. Cho dù đi theo Lục Ly, đoán chừng Lục Ly cũng sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Một vị tiểu thư tương đối lo lắng, đứng dậy nói. "Mộng Điềm tiểu thư, lúc này nhân tộc đang gặp nguy hiểm, ta thấy chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp phá giải nguy cơ đi, sau này nội đấu cũng không muộn." "Ha ha." Cơ Mộng Điềm cười nhạt nói. "Chẳng lẽ Mộng Điềm lại là người không có chừng mực như thế sao?" lần này thương nghị đại sự, chính là vì an nguy của nhân tộc, nếu chuyện này có thể thành, chúng ta sẽ trở thành đại anh hùng cứu vớt nhân tộc, lưu danh sử xanh, gia tộc của các ngươi cũng có thể vì vậy mà lên như diều gặp gió. Vậy sao? Đám người nhất thời hưng phấn lên, khẩn trương nhìn cơ mộng điềm, cơ mộng điềm dừng một chút nói. Theo như tin tức có thể tin được, đại ma thần rất muốn lấy được thiên tà châu trong tay lục ly, hắn điên cùng hiệu triệu tứ tộc tấn công tứ thành như thế, chính là vì muốn lấy được thiên tà châu trong tay lục ly. Cho nên, chỉ cần chúng ta lấy được thiên tà châu là có hy vọng đạt thành hiệp nghị với đại ma thần, khiến hắn lui binh, trong vòng vạn năm tứ tộc sẽ không tấn công chúng ta, chúng ta sẽ có cơ hội từ từ mưu đồ. Há! Toàn trường rung động, bên trong ám điện lập tức nghị luận sôi nổi, nếu quả thật có thể đạt thành hiệp nghị với đại ma thần mà nói. Bọn họ sẽ lưu danh sử sách, trở thành công thần của nhân tộc. Thế nhưng tất cả mọi người đang ngồi đều không phải là đồ ngốc, lập tức có người đưa ra nghi vấn. "Cơ tiểu thư, làm sao ngươi có cái tin tức này? Người bình thường có thể biết ý nghĩ của đại ma thần sao? Đó là dị tộc, hơn nữa còn là dị tộc chi vương, người nào có tư cách đi gặp đại ma thần? Sợ là còn chưa nhích tới gần đã bị giết rồi." Cơ Mộng Điềm không giấu giếm chút nào, nói rõ. "Chắc các ngươi cũng biết, các đại gia tộc đều có nội gian trong tứ tộc đúng không?" luân hồi cung chúng ta cũng có gian tế trong ma tộc, hơn nữa còn là con trai cao tầng, là hồn nô, tuyệt đối trung thành, tin tức này từ trong nội bộ ma tộc truyền tới. Ồ! Một số người gật đầu, đám người dương hiên cũng không nghi ngờ chuyện này, bởi vì U Minh Giáo cũng có nội gian ở tứ tộc. Thậm chí tứ tộc còn có nội gian ẩn nấp ở bên trong nhân tộc, đây là việc không thể tránh né. Ví dụ như trong tiểu chiến trường, có nhân tộc bị bắt làm tù binh, sau đó bị dị tộc thu làm hồn nô lại len lén thả về nếu như không cẩn thận phân biệt thì không ai biết được lại có người đưa ra nghi vấn cơ tiểu thư ngộ nhỡ chúng ta đưa thiên tà châu ra đại ma thần vẫn muốn công thành thì sao bọn họ hoàn toàn có thể xé bỏ điều ước chuyện này không sao cơ mộng điềm chậm rãi nói nhân tộc chúng ta thờ phụng đấu thiên đại đế ma tộc cũng có người để thờ phụng bọn họ thờ phụng thiên ma đại đế chỉ cần chúng ta đạt thành hiệp nghị, để đại ma thần lấy danh nghĩa thiên ma đại đế ra thề ở trước mặt mọi người, chắc chắn hắn không dám phản bội, có ai trong nhân tộc dám phản bội đấu thiên huyết thệ. Đúng là không có chuyện này, cũng không phải đấu thiên đại đế đã chết, mà đó là chân thần. Ai dám lấy danh nghĩa đấu thiên đại đế ra thề, còn dám phản bội lời thề. Ngộ nhỡ bị đấu thiên đại đế giáng xuống thần lực trực tiếp giết chết thì sao? Vấn đề là làm như thế nào có được thiên tà châu? một giọng nói yếu ớt vang lên là một vị tiểu thư hỏi lời của nàng hạ xuống toàn trường đều yên tĩnh lại rất nhiều người vừa mới đầy mặt hưng phấn giống như gà chọi lúc này lại yên lặng hình như bọn họ đã quên một cái vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào có được thiên tà châu nếu như có thể lấy được thiên tà châu nhị điện chủ đã sớm động thủ chém giết lục ly rồi cũng không cần bọn họ ở đây lãi nhãi nữa đây chính là nguyên nhân ta triệu tập mọi người Giọng nói mềm mại êm tai của Cơ Mộng Điềm vang lên. Chúng ta phải nghĩ hết các loại biện pháp, lấy được Thiên Tà Châu từ trong tay Lục Ly, ai lấy được Thiên Tà Châu, người đó chính là đệ nhất công thần của nhân tộc. Cơ Mộng Điềm mở lời, cho mọi người một cái phương hướng, tâm tư mọi người lập tức sinh động lên, bắt đầu đưa ra các loại suy đoán. Hay là chúng ta tìm người bắt cóc Khương Ỷ Linh? Khương Ỷ Linh không được, nàng là địa tiên, ai có thể bắt cóc được nàng? Nếu nói đến bắt cốc vẫn nên đi bắt cốc Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương thì hơn, bởi vì chiến lực Bạch Hạ Sương không mạnh. Bạch Hạ Sương đang ở hoang giới, mà chỗ kia chỉ có thể vào từ Vân U Thành, ở đó có thủ hạ địa tiên của Lục Ly trấn thủ, đừng nói chúng ta cho dù nội gian cũng rất khó vào. Vậy chúng ta có thể nghĩ biện pháp lừa Bạch Hạ Sương đi ra. Ta cảm thấy ý kiến này rất được, vậy vị tiểu thư nào xung phong đi dụ dỗ Lục Ly, ta nghe nói Lục Ly rất háo sắc. Ha ha trừ phi là mộng điềm tiểu thư xuất thủ, còn những cô gái còn lại lục ly có thể để ý sao? Cũng không hẳn là như vậy, hoa dại có hương của hoa dại. Nào có mèo nào không thích trộn đồ tanh? Ta cảm thấy ra tay với lục ly rất khó, không bằng bắt đầu từ người bên cạnh hắn, có thể nghĩ biện pháp khống chế dạ lạc, khống chế lục hồng ngư, lục lân. Đám người nói liếu ríu không ngừng, không thể không nói đám công tử tiểu thư này làm chính sự không ra gì, nhưng bàn tới các loại thủ đoạn nham hiểm lại rất thuận miệng từ nhỏ lớn lên trong các đại gia tộc nên bọn họ thấy rất nhiều trò đen tối và dơ bẩn dương mưu bọn họ không làm được nhưng âm mưu lại rất am hiểu ép bức lợi dụng hãm hại lừa gạt mọi người nghị luận hồi lâu biện pháp có thể nghĩ ra đều đã nghĩ ra nhưng cơ mộng điềm dương hiên lại không hài lòng rất nhiều biện pháp không chỉ vô dụng ngược lại còn rút dây động rừng chọc giận lục ly sau khi bàn luận một hồi cơ mộng điềm để mọi người đi về trước thế nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài nếu không các gia tộc sẽ có đại họa mọi người hiểu rõ nặng nhẹ lục ly ở ngay trong thí ma thành nếu như biết được bên này có người nghĩ mưu hại hắn làm sao có thể không tức giận chứ đợi mọi người rời đi lúc này dương hiên mới dò hỏi mộng điềm tiểu thư lời ngươi vừa mới nói có thật không điện chủ có biết chuyện này không tự nhiên là thật Cơ mộng điềm gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Dương Hiên một cái, cười nhạt nói. Về phần điện chủ có biết hay không, ha ha. Đám người Dương Hiên, tiêu từ long, quỷ sát trùng mình, xem ra nhị điện chủ biết chuyện này. Thế nhưng hắn làm bộ như không biết, cũng không có tham dự vào, mà để cơ mộng điềm ra mặt. Ẩn ý ở trong đó rất rõ ràng, để người trẻ tuổi đi làm chuyện này, cho dù xảy ra chuyện hắn cũng có thể phủi sạch sẽ. Nếu như thành, uy hiếp từ lục ly và tứ tộc sẽ được giải. Nếu như không thành, xảy ra chuyện sẽ để các công tử tiểu thư trẻ tuổi gánh trách nhiệm, không quan hệ với hắn. Nói một cách khác, mọi người chẳng qua là một cây đao trong tay nhị điện chủ, có thể đâm chết lục ly thì đâm chết, không đâm chết thì bỏ đi. Cơ mộng điềm thấy trên mặt mọi người hiện lên vẻ bất an, điệp phi vũ lại càng vì sợ, mà thân thể mềm mại đang run rẩy, sắc mặt xanh lại. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, Chư vị, chúng ta còn có đường lui sao? Tứ tộc phá thành, tất cả đều phải chết. Lục ly thượng vị, chúng ta cũng phải chết, dù sao cũng là chết, không bằng liều một phen. Ừ. Đám người dương hiên biết chuyện này, nhưng làm sao cướp được thiên tà châu? Độ khó của chuyện này quá lớn, nếu như có thể tùy ý lấy được thiên tà châu, chỉ sợ nhị điện chủ đã sớm tự mình động thủ, còn đợi bọn họ sao? Cơ mộng điềm dừng một chút, giọng nói từ từ trở nên lạnh lẽo ta và lục toan thương nghị một phen quyết định ra tay từ mấy cái phương diện lục toan đám người dương hiên hơi kinh ngạc không phải lục toan bị cải tạo linh hồn rồi sao trí nhớ trước kia đã tan trả vẫn còn muốn đối phó lục ly ha ha cơ mộng điềm cười lạnh một tiếng nói các ngươi đều cho rằng hắn thật sự bị cải tạo linh hồn sao lục chính đàn lục thiên đế mới thật sự bị cải tạo linh hồn một lão già lục gia thấy lục toan mưu lực nghịch thiên động tâm yêu nhân tài lại bị lục toan lừa dối một phen vậy mà giúp hắn không bị cải tạo linh hồn còn dùng biện pháp đặc thù che giấu giúp hắn chuyện này các ngươi không được truyền ra ngoài nếu không lục toan hẳn phải chết được tinh thần đám người dương hiên lập tức cốt lên lục toan rất thông minh còn là nhân vật đầu não của mọi người có hắn thì mọi người căn bản không cần động não một mình lục toan có thể mưu tính cốt mọi chuyện các ngươi tới đây giọng nói của cơ mộng điềm trở nên thấp hơn gọi mọi người lại giải thích ta và lục toan quyết định động thủ từ mấy phương diện này kế tiếp mọi người phải đồng tâm hiệp lực mỗi người các ngươi chịu trách nhiệm một mặt chỗ nào có ánh sáng chỗ đó sẽ có bóng tối có sạch sẽ sẽ có dơ bẩn lục ly không biết lúc hắn đang một lòng suy nghĩ biện pháp phá giải nguy cơ tứ tộc lại có người ngầm tính kế hại hắn nếu như hắn biết mà nói có lẽ toàn bộ thí yêu thành sẽ bị hắn tắm máu một lần hiện tại hắn đang bế quan trong thiên tà châu vừa tu luyện vừa tìm hiểu tuyến lộ đồ vừa nghĩ cách phá giải không gian chuyển di của đại ma thần nghĩ tới nghĩ lui hắn phát hiện chỉ có một con đường có thể đi đó chính là xung kích nhân hoàn cảnh xem có thể luyện hóa tầng phong ấn thứ hai của thiên tà châu hay không sau khi phong ấn bị phá vỡ nhất định thiên tà châu sẽ xuất hiện thần thông mới nguyên lực linh hồn linh tài đột phá nhân hoàng đều không có vấn đề gì lo lắng duy nhất của lục ly chính là áo nghĩa hắn không biết có phải mình đã cảm ngộ được áo nghĩa rất cao cấp hay không bởi vì hắn vẫn chưa cảm ngộ triệt để được tuyến lộ đồ từ trong linh phong không biết đây là cái áo nghĩa mạnh mẽ gì vì muốn đạt được mục đích lục ly quyết định trước bế quan tìm hiểu tuyến lộ đồ nửa năm bởi vì ngộ nhỡ đột phá nhân hoàng thất bại mà nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tu luyện sau này Giống như năm đó thiên đà tử ngưng tụ mệnh luân thất bại, thân thể nguyên khí tổn thương nặng nề dẫn đến bị cắn trả vậy. Thí yêu thành có thể chống đỡ hơn 2 tháng, chấp pháp trưởng lão nói thí ma thành chống đỡ 1-2 năm khẳng định không thành vấn đề, lục ly liền mặc kệ, bắt đầu an tâm tu luyện. Khương ỉ Linh ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, lục ly không yên lòng để nàng ở bên ngoài. Thiên tà châu lơ lửng ở trong một tòa thành, địa tiên vũ tộc và đám người lão cửu quân gia trấn thủ ở bên trong, Lục Nhân Hoàng cũng ở ngay trong thành. Gần đó là biệt viện của chấp pháp trưởng lão, trừ phi nhị điện chủ phát điên, nếu không sẽ không dám làm sằng làm bậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thí Yêu Thành không trụ được nữa, đại quân không ngừng rút lui trở lại. Mặc dù Thí Ma Thành lớn hơn so với ba thành còn lại một chút, nhưng đột nhiên truyền tống tới nhiều người như vậy, cũng lập tức lộ ra vẻ chật chội không chịu được. Rất nhiều lối đi đến thần châu đại địa bị phong ấn, tránh cho đại quân tứ tộc xâm phạm thần châu đại địa. Đương nhiên, thí ma thành chưa bị phá mở, thì đại ma thần cũng không có ngu ngốc, mạo muội xâm phạm thần châu đại địa. Ngộ nhỡ mấy trăm vạn đại quân bên trong thí ma thành cũng đi xâm phạm đông doanh đại địa, hủy diệt ma tộc thì sao? Hơn hai tháng sau, đại trận bảo hộ thí yêu thành bị phá mở, tiếp theo thành trì ở dưới đại quân tứ tộc xung kích bị trà đạp thành bình địa. Đại quân tứ tộc không ngừng vọt qua hẻm núi, bao vây thí ma thành, một vòng lại một vòng. Cùng lúc đó, đại đế tam tộc còn lại dẫn đầu đại quân. Lúc này đại đế vô tộc vẫn luôn không dám lộ diện cũng đi ra, đại quân tứ tộc cộng dồn lại lên tới 6-700 vạn, từ trong thí ma thành nhìn ra, nơi đâu cũng là dị tộc, nhìn mãi không thấy phần cuối. Đám người nhị điện chủ, dương bất xính, quỷ xa trở lại thí ma thành, cũng may lục ly đã bế quan, nên không chạm mặt, không dẫn đến lúng túng, không bạo phát xung đột. Nhị điện chủ đang nghe truyện trên TV audio CV dẫn theo một đám lão quái, ngày ngày thương nghị ở nghị sự đường, hàng đêm thảo luận. Nhưng không ai có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ tộc ngày đêm không ngừng công thành, nhìn năng lượng đại trận bảo vệ thí ma thành giảm bớt từng chút từng chút, chờ đợi thí ma thành chính là một khắc bị phá mở. Cái tuyến lộ đồ này nên gọi là thiên đồ, bởi vì nó quá to lớn. Cuối cùng bên trong cái lộ tuyến này ẩn chứa cái gì? Lộ tuyến này vô cùng rộng lớn, bên trong có vô số hình lớn hình nhỏ ít nhất có mấy trăm bức hình nhỏ mười mấy bức hình lớn cho dù cảm ngộ được bức lộ đồ này lại có tác dụng gì lục ly ở trong thiên tà châu có một chút nhức đầu hắn từ đạo ngân hàng đế lưu lại cảm ngộ được một bức tranh bức tranh này càng cảm ngộ càng phức tạp càng thâm sâu càng rườm rà quan trọng nhất chính là hắn không biết cảm ngộ bức tranh này có ích lợi gì làm sao hắn có thể cảm ngộ được bức thiên đồ mênh mông này dưới tình hình chung cảm ngộ áo nghĩa đều có phương hướng dựa theo phương hướng đi cảm ngộ cuối cùng sẽ có thể cảm ngộ đến cảnh giới viên mãn những áo nghĩa kia đều có đặc thù tác dụng rõ ràng giống như kính tượng áo nghĩa vậy nếu hắn không ngừng cảm ngộ đi xuống cuối cùng sẽ có thể hình thành vô số kính tượng phân thân hiện tại bức thiên đồ này có lợi ích gì hắn cũng không biết hắn chỉ biết là bức đồ này rất mạnh bên trong ẩn chứa lực lượng và ý chí thần bí Thời gian hắn bế quan đã trôi qua 4 tháng, cả bức thiên đồ to lớn, hắn chỉ cảm ngộ được một bức hình nhỏ. À không, chính xác chính là bức hình nhỏ này cũng chưa có triệt để cảm ngộ, bởi vì hắn không biết bức đồ này có ích lợi gì. Tình huống bên ngoài coi như ổn định, hắn hỏi thăm lão cửu quân gia, quả nhiên lực phòng ngự của thí ma thành rất mạnh. Mấy trăm vạn đại quân không ngừng công kích ngày đêm, nhưng vòng bảo hộ thất thải không có bất cứ dao động gì. Kinh thư đấu thiên đại đế đã sớm sáng lên, không ngừng cung cấp thần lực, xem tình huống thủ hộ một hai năm là không thành vấn đề. Lục nhân hoàng vẫn đang bế quan, Khương ỉ Linh xuất quan một lần, thế nhưng không đi quá lâu, chỉ ở trong đại điện một ngày, lại đi vào bế quan. Tiểu Bạch ăn ngủ, ngủ ăn, đám người nhị điện chủ không dám có hành động tự thiêu thân gì, tất cả đều rất bình thường. Tin tức bên hỏa ngục truyền đến, cũng rất bình tĩnh, Lục Linh trấn giữ ở đây, Lục Ly rất yên tâm mà thôi. Lục Ly nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trực tiếp xung kích nhân hoàn cảnh, hắn không có thời gian dông dài nữa. Nếu như có thể xung kích nhân hoàn thành công, hắn sẽ có khả năng luyện hóa tầng phong ấn thứ hai của thiên tà châu. Các ngươi nghe đây, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trừ khi xảy ra chuyện lớn, bằng không không được quấy rầy ta. Lục Ly truyền âm ra, đám người lão cửu quân gia nhận lệnh. Lục Ly đánh thức Khương ỷ Linh dặn dò một câu, nàng lại tỏ vẻ muốn hộ pháp giúp hắn. Bên trong thiên tà châu an toàn như vậy, cần nàng hộ pháp sao? Lục Ly khẽ vuốt tóc Khương ỷ Linh, ông nàng ngồi một lúc. Khương ỷ Linh biết Lục Ly muốn xung kích nhân hoàng, nên không có cuốn lấy hắn, một mình bế quan ở bên cạnh. Lục Ly đã sớm biết biện pháp xung kích nhân hoàng, đến nhân hoàng chi cảnh bản mạng châu đã không tính là quá quan trọng, chẳng qua là thuận theo tự nhiên khiến nó tiến hóa. Quan trọng nhất là phải ngưng tụ hồn đan, cũng chính là ngưng tụ một viên thần đang bên trong hồn đàm dời linh hồn của mình vào đó để bảo vệ linh hồn tốt hơn ngoài ra còn một bước quan trọng khác đó chính là khắc họa áo nghĩa mang áo nghĩa mạnh nhất của mình thắt sâu vào bản mạng châu làm như vậy bản mạng châu có thể câu thông thiên địa từ đó có thể ảnh hưởng thiên địa thiên địa sẽ ban cho võ giả nhân loại năng lực đóng băng một phạm vi không gian nhỏ đây chính là vật trường mà chỉ nhân hoàn cảnh mới có linh hồn rất quan trọng một bước làm sai, sẽ hồn phi phách tán, cho nên hồn đang quan trọng nhất. Khắc họa áo nghĩa lên bản mạng châu là vấn đề mấu chốt xem có thể đột phá nhân hoàng hay không, điểm này cũng rất quan trọng. Lục ly để lại cho đám người vũ hóa thần, tử hoàng kiều vô số linh tài, nhưng vì sao hai người lại xung kích thất bại? Chính là bởi vì hai người không cách nào khắc sâu áo nghĩa lên bản mạng châu, cuối cùng sắp thành lại bại. Áo nghĩa cấp bậc càng cao, càng dễ khắc sâu vào bản mạng châu, lại càng dễ dàng đột phá nhân hoàng. Đây chính là lý do vì sao Lục Ly lại tiêu phí nửa năm thời gian cảm ngộ thiên lộ đồ. Hắn cảm ngộ được mấy cái áo nghĩa như, kính tượng áo nghĩa, tốc độ áo nghĩa, không gian chấn động và phong áo nghĩa. Nhưng phẩm cấp không cao, Lục Ly không biết khắc họa cái áo nghĩa gì vào, cho nên mới chậm chạp không xung kích nhân hoàng. Thời gian không đợi người, cho dù xung kích nhân hoàng thành công Lục Ly cũng phải tiêu phí rất nhiều thời gian đi luyện hóa tầng phong ấn thứ hai của Thiên Tà Châu, mà Thí Ma Thành chỉ có thể kiên trì hơn một năm thời gian. Lục Ly đã quyết định rồi, bất kể thành công hay không, hắn cũng phải thử một lần, hắn không có thời gian, nếu thất bại thì đó chính là vận mệnh. Hắn lấy ra vô số linh tài, bắt đầu ngưng tụ hồn đan. Thoạt nhìn một bước này rất hung hiểm, nhưng bản thân Lục Ly cũng không quá lo lắng. Bởi vì hắn có rất nhiều linh tài, hơn nữa còn là linh tài tuyệt đỉnh, một bước này không có khả năng xảy ra vấn đề. Vô số linh đang dịu dược bị luyện hóa, từng đoàn năng lượng tiến vào bên ngoài hồn đàm, lục ly vận chuyển công pháp lục nhân hoàng bang cho mình, bắt đầu ngưng tụ hồn đan. Vô số linh hồn chi lực bên trong hồn đàm bị hút ra, dựa theo quỹ tích đặc biệt nào đó vận chuyển ở trong hồn đàm. Một vòng lại một vòng, sau khi vận chuyển khoảng mấy trăm lần, một viên cầu nho nhỏ, hơi mờ hình thành bên trong hồn đàm linh hồn chi lực không ngừng được triệu tập tới đây tiếp tục vận chuyển quanh tiểu cầu năng lượng bên ngoài hồn đàm cũng bị vận chuyển đi vào khiến viên cầu này chậm rãi thành hình cái hồn đan này cũng không phải ngưng tụ một lúc là thành lục ly tiêu tốn trọn năm ngày năm đêm mới ngưng tụ thành công hình thức ban đầu của hồn đan không tệ tất cả đều rất thuận lợi lục ly nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục luyện hóa linh tài vận chuyển linh hồn chi lực khiến hồn đan trở nên kiên cố trải qua hai ngày hồn đan đã triệt để thành hình hắn bắt đầu một bước cuối cùng khiến linh hồn tiến vào trong nội đan thật ra chuyện này rất nhẹ nhàng dù sao hồn đan cũng là một phần của hồn đàm hồn đan sinh ra chính là vì bảo hộ linh hồn cho dù hồn đàm vỡ vụn hồn đan không vỡ mà nói linh hồn cũng sẽ không sụp đổ còn có khả năng cứu chữa hơn nữa hồn đan hình thành sẽ làm đầu óc võ giả trở nên linh hoạt hơn như vậy năng lực phản ứng cũng được nâng cao nhiều dây dưa nửa ngày thời gian linh hồn lục ly cũng hoàn toàn tiến vào trong nội đan thời điểm lục ly cho rằng hồn đan đã đại thành thì xảy ra dị biến bên trong hồn đàm của hắn có một cái ấn ký ngân long lúc này ấn ký ngân long đột nhiên sáng lên nhanh chóng bay lượn trong hồn đàm cuối cùng dũng mảnh lao tới chỗ hồn đan trực tiếp chui vào bên trong sau đó bên ngoài hồn đan phát ra tia sáng lấp lánh xuất hiện một cái ấn ký ngân long nho nhỏ trừ cái đó ra không có bất kỳ dị trạng gì nữa, tất cả đều rất bình thường. Phù Lục ly thở vào nhẹ nhõm, ấn ký ngân long từ bên trong hồn đàm di dời đến hồn đan, cũng không phải là chuyện lớn. Xem ra ấn ký ngân long muốn thủ hộ linh hồn của hắn, bảo vệ hồn đan chẳng khác nào bảo vệ linh hồn hắn. Không tệ. Lục ly âm thầm hài lòng, năng lực phòng ngự linh hồn của cái long văn thần bí này vô cùng biến thái. Từ khi lục ly xuất đạo đến bây giờ, vẫn chưa bị linh hồn cường đại tấn công gây tổn thương linh hồn mình tất cả đều là công lao của ấn ký ngân long ấn ký ngân long đến từ răng thú răng thú đến từ đấu thiên đại đế trong đầu lục ly lại hiện lên một cái nghi hoặc không thể nghi ngờ cái ấn ký ngân long này chính là bảo vật nói cách khác răng thú là chí bảo đã như vậy tại sao đấu thiên đại đế lại để nó lại đấu thiên giới mà không mang đến thần giới chứ đừng suy nghĩ tiếp tục đã lục ly nghỉ ngơi một chút sau đó bắt đầu bước thứ hai xung kích nhân hoàn cảnh thăng hoa bản mạng châu cuối cùng khắc họa áo nghĩa nhân hoàn cảnh sẽ thành thăng hoa bản mạng châu không hề phức tạp lục ly chỉ hao tốn hai ngày thời gian bản mạng châu vốn to như ngón cái đã nhỏ lại thành hạt đậu tương bản mạng châu càng nhỏ càng cường đại các loại năng lực càng mạnh một bước này đừng nói lục ly cho dù quân hầu cảnh cũng sẽ không xảy ra vấn đề vấn đề mấu chốt lúc này là bước cuối cùng khắc họa áo nghĩa thực ra đến lúc này nội tâm lục ly vẫn còn lăng tăng rốt cuộc là khắc họa kính tượng áo nghĩa hay là khắc họa tuyến lộ thiên đồ cấp bậc kính tượng áo nghĩa là ngũ phẩm không tính là quá thấp nhưng cũng không tính là quá cao khắc họa rất nhẹ nhàng nhưng có thể khắc họa thành công hay không cũng không biết dù sao áo nghĩa này cũng từ trong trí nhớ yêu ma cảm ngộ được hơn nữa cấp bậc không cao vấn đề là tuyến lộ thiên đồ có thể coi là áo nghĩa sao Hắn cũng không biết tuyến lộ thiên đồ có lợi ích gì, mặc dù phân hóa ra từ trong phong áo nghĩa, nhưng cảm giác không có quan hệ nhiều với áo nghĩa lắm. Ngộ nhở khắc họa vào thất bại mà nói, hắn xung kích nhân hoàng sẽ hoàn toàn thất bại. Lục Ly ngừng lại, vừa nghỉ ngơi, vừa trầm tư, suy tư ước chừng ba nén hương thời gian, hắn mở mắt ra, đánh thức Khương ỷ Linh. Làm sao vậy Lục Ly, gặp phải vấn đề khó khăn à? Khương ỷ Linh thấy Lục Ly cho mày, quan tâm dò hỏi lục ly miễn cưỡng cười một tiếng hỏi ỷ linh nếu như trước mặt nàng có hai con đường hai con đường này đều có thể không có biện pháp đi đến điểm cuối một cái có tỷ lệ thành công lớn hơn một ít một cái khác có tỷ lệ thành công thấp hơn nhưng có thể có bảo tàng thì nàng sẽ chọn đi con đường nào khương ỷ linh chớp mắt không có do dự quá lâu rất nhanh đã trả lời đương nhiên là chọn con đường có bảo tàng dù sao cũng có thể thất bại không bằng đánh cực một lần cầu phú quý trong nguy hiểm. Tốt, ta nghe nàng. Lục Ly cười, trên mặt trạng rỡ hẳn lên, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, quyết định làm theo đề nghị của Khương ỷ Linh, dù sao cũng có thể thất bại, không bằng đánh cược một lần. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng đặc thù biện pháp, khắc họa bức tuyến lộ thiên đồ mới cảm ngộ được kia vào. Mặc dù hắn không biết bức tuyến lộ đồ này có lợi ích gì, nhưng hắn đã nắm giữ bức lộ đồ này rồi, khắc họa vào cũng rất đơn giản. Lần này Khương ỷ Linh không có bế quan, nàng mơ hồ đoán được Lục Ly đã đến một bước cuối cùng, dù sao thời gian cũng không dài, chờ đợi kết quả là được. Xích xích. Tiểu Bạch ngủ say ở một góc, lúc này lật người, nhẹ giọng kêu lên một cái lại ngủ say. Bên Lục Ly rất an tĩnh, trong một cái trang viên cách bọn họ không xa lại vô cùng náo nhiệt. Nơi này có một cái đại điện to lớn, gọi là trưởng lão đường thí ma điện, toàn bộ trưởng lão thí ma điện đều tới đây, nhị điện chủ triệu tập, muốn các trưởng lão biểu quyết. Hiện tại phải gọi là điện chủ mới đúng, cơ chiến thiên ngồi ở phía trên vương tọa như long bàn hổ cứ, hai con ngươi lập lòe thần mang, để người ta có cảm giác không rét mà run. Phía dưới vương tọa là hai hàng chỗ ngồi, mỗi bên đều có bốn hàng ghế ngồi đầy người, cộng dồn lại có hơn trăm người, toàn là địa tiên. Những người này chính là lực lượng mạnh nhất nhân tộc, tụ tập hơn phân nửa cường giả nhân tộc, hoàn toàn xứng đáng thế lực mạnh nhất nhân tộc trong đại điện chỉ có một cô gái không phải địa tiên mặc dù ngồi ở hàng cuối cùng bên phải nhưng lại hấp dẫn rất nhiều lực chú ý cơ mộng điềm tân nhiệm đường chủ thanh chiến đường một trong các vị trưởng lão khương ỷ linh vốn là một trong các vị trưởng lão tương lai thiên kiêu đã sớm được hình mục bổ nhiệm làm trưởng lão thế nhưng khương ỷ linh không tham gia sự vụ trong thí ma điện lúc này ở trong thiên tà châu tự nhiên không ra được đám người chấp pháp trưởng lão chú ý tới cơ mộng điềm nhưng trên mặt không có biểu cảm gì bổ nhiệm trưởng lão là chức quyền của lê thương khẳng định điện chủ cơ chiến thiên đồng ý rồi bọn họ nói cũng không có ý nghĩa gì chấp pháp trưởng lão ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái lê thương ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải từ chỗ ngồi đến xem có thể thấy được địa vị hai người ở thí ma điện giống nhau lúc hình mục chưa chết chấp pháp trưởng lão áp lê thương một đầu hiện tại cơ chiến thiên lên ngôi biến thành lê thương áp chấp pháp trưởng lão một đầu được rồi. Sau khi nhị điện chủ cơ chiến thiên thấy người đã đến đông đủ, liền mở miệng. Lần này triệu tập mọi người tới đây là có hai chuyện, cần mọi người biểu quyết một chút, Lê trưởng lão ngươi nói đi. Hoặc nhìn Lê trưởng lão không lớn tuổi lắm, bộ dạng chỉ năm sáu chục tuổi thôi, nhưng khẳng định tuổi đã không nhỏ rồi. Hình thể hắn tương đối gầy, có chồng râu dê thưa thớt, hắn đứng dậy chắp tay, sau đó vung tay nói. Mở cấm chế ra có trưởng lão đánh ra từng đạo lưu quan, mở cấm chế trong đại điện ra, cấm chế của cái này rất mạnh, người ngoài tuyệt đối không cách nào dò xét vào. Trong điện nhất thời huyên náo, dùng dập suy đoán hôm nay sẽ thương nghị chuyện gì. Mà cần mở cấm chế, phải biết rằng nơi này chính là trưởng lão đường, ai dám lén lút dò xét nơi đây. Sau khi lê trưởng lão mở cấm chế ra, nét mặt nghiêm túc, nói Chuyện thứ nhất, xét thấy đại quân tứ tộc tiếp cận, bọn ta tạm thời không có biện pháp phá địch. Có trưởng lão đề nghị sử dụng Đấu Thiên Tổ Khí, giao cho điện chủ tự mình dùng thử, dùng để phá địch. Đấu Thiên Tổ Khí. Trong đại điện nhất thời ồ lên, chúng trưởng lão cũng biết loại tổ khí này, đây là bảo vật cường đại nhất nhân tộc. Do Đấu Thiên Đại Đế lưu lại, không tới thời điểm sinh tử tồn vong của nhân tộc không được sử dụng. Hơn nửa năm đó Đấu Thiên Đại Đế lưu lại Đấu Thiên Tổ Khí có nói, cái tổ khí này chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lần thần lực bên trong sẽ biến mất tổ khí biến thành sắc vụn. Trong lịch sử, tổ khí đã sử dụng qua hai lần rồi, nếu như lần này lấy ra sử dụng mà nói. Tổ khí sẽ bị hủy diệt, sau này nhân tộc sẽ mất đi một cái trấn tộc chi bảo mạnh mẽ. Thế nhưng, cục diện lúc này còn chưa đủ ác liệt sao? Lúc này không phải là thời điểm sinh tử tồn vong của nhân tộc sao? Lục ly được mọi người ký thác kỳ vọng lại không có chút biện pháp nào, lãnh vô hình nghiên cứu vô thần độc lâu như vậy, cũng không có bất kỳ tiến triển, khí ma thành vừa vỡ, không phải nhân tộc sẽ bị diệt tộc ư. Tứ tộc đều có tổ khí, tổ khí nhân tộc mạnh nhất, uy lực vượt qua bán thần khí mấy chục lần. Nếu như nhị điện chủ cầm thần khí trong tay mà nói, sẽ có thể có lực chém đại ma thần, đến lúc đó tình thế nguy hiểm được giải. Trong đại điện nhau nhau bàn luận, chia thành hai loại ý kiến, một bên tán thành lấy tổ khí ra giao cho cơ chiến thiên sử dụng. Một bên cảm thấy vẫn nên chờ đợi, thí ma thành còn có thể kiên trì hơn một năm thời gian, ngộ nhỡ có biện pháp khác thì sao? Bỏ phiếu đi. Cơ chiến thiên thấy phía dưới ầm ỉ một đoạn thời gian dài, thì trực tiếp mở miệng nói, hôm nay hắn triệu tập nhiều trưởng lão tới đây như vậy, chính là vì bỏ phiếu. Trưởng lão đường bỏ phiếu là quyết nghị tối cao, thiểu số phục tùng đa số, một khi trưởng lão đường bỏ phiếu ra quyết định, không ai có thể sửa lại. Ta bỏ phiếu trước. Chấp pháp trưởng lão vẫn luôn im lặng không nói chuyện, lại đứng lên, quét nhìn toàn trường lạnh lùng nói. Cá nhân ta cảm thấy, hiện tại sử dụng đấu thiên tổ khí còn quá sớm, cho nên. Ta phản đối. Ồ. Toàn trường lại trở nên xôn xao, dưới tình hình chung, nhân vật có cấp bậc như chấp pháp trưởng lão sẽ bỏ phiếu sau cùng. Hiện tại hắn đứng ra đầu tiên, còn thẳng thắn phản đối như thế. Chuyện này tương đương với tác vào mặt cơ chiến thiên lực ảnh hưởng của chấp pháp trưởng lão rất lớn hắn bỏ phiếu đầu tiên có thể ảnh hưởng quyết định của rất nhiều người ban đầu có rất nhiều người chuẩn bị đồng ý lúc này đều có chút chần chờ khó quyết sắc mặt nhị điện chủ cơ chiến thiên không có thay đổi nhưng vẻ sắc bén trong con ngươi tăng lên rõ ràng có chút bất mãn chấp pháp trưởng lão lại làm như không thấy hắn không thể không như thế bởi vì hắn lo lắng sau khi cơ chiến thiên có được tổ khí có thể sẽ không đối phó đại ma thần trước mà ngược lại đối phó lục ly trước sau khi chấp pháp trưởng lão bỏ phiếu xong liền ngồi xuống cơ chiến thiên liếc mắt nhìn lê thương một cái lê thương không cho người bên chấp pháp trưởng lão kịp mở miệng bỏ phiếu đã đứng dậy nói năng lượng đại trận hộ thành còn có thể chống đỡ một năm ba tháng vu thần độc vẫn chưa có cách phá giải hơn nữa ai biết sẽ xuất hiện cái thay đổi gì một khi xuất hiện thay đổi thí ma thành bị phá vỡ không chỉ có chúng ta phải chết mà cả nhân tộc cũng sẽ bị diệt tộc cho nên ta cảm thấy bảo thủ để đạt được mục đích lúc này nên sử dụng đấu thiên tổ khí ta bỏ phiếu đồng ý lê thương nói lại khiến rất nhiều người nghị luận thế nhưng tiếng nghị luận đều rất nhỏ dù sao hiện tại đã bắt đầu bỏ phiếu rồi rất nhiều người lung lay bất định thế nhưng hai bên đã bắt đầu bỏ phiếu có người đếm phiếu cuối cùng số ít phục tùng đa số ta ủng hộ ta đồng ý ta phản đối ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc. Từng vị trưởng lão lục tục bỏ phiếu, rất nhanh số phiếu hai bên đều được đọc rõ, hơn nửa người bỏ cuộc đặc biệt nhiều. Đồng ý sẽ đắc tội chấp pháp trưởng lão và lục ly, phản đối mà lời nói sẽ đắc tội cơ chiến thiên, bất kể nói như thế nào thì hiện tại cơ chiến thiên cũng là thiên kiêu cảnh duy nhất, còn là điện chủ nữa. Đồng ý. Đồng ý. Bỏ phiếu đến cuối cùng, sắc mặt đám người Khương Thiên Thuận tam thái công hơi trở nên có chút khó coi. Đồng ý đã chiếm đa số rồi, xem tình huống lần này thua rồi. Thật ra chấp pháp trưởng lão rất thờ ơ, sau khi cơ chiến thiên nói bỏ phiếu, hắn đã biết mình thua. Dù sao thế cục nhân tộc lúc này cũng ở thế nguy cấp, rất nhiều trưởng lão nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ thí ma thành phá vỡ, Lục Ly không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể sử dụng tổ khí. Hơn nữa Lục Ly đắc tội ngũ đại thế lực trưởng lão sau lưng ngũ đại thế lực này đều đứng ở bên cơ chiến thiên. Còn có rất nhiều trưởng lão bỏ cuộc, không cần nói số phiếu thì bên bọn họ cũng chiếm cứ ưu thế. Được rồi. Chỉ chốc lát sau bỏ phiếu đã kết thúc, không nằm ngoài dự liệu của chấp pháp trưởng lão, trưởng lão đường thông qua quyết nghị. Quyết định sử dụng tổ khí, giao cho cơ chiến thiên sử dụng, tru diệt đại ma thần và đại đế vu tộc. Lấy đấu thiên tổ khí. Lê Thương có một chút đắc ý quát khẽ một tiếng, cấm chế phía trong tòa thành mở ra, sau đó Lê Thương mang theo chính vị trưởng lão đi ra ngoài. Tổ khí đặt ở trong tòa thành bí mật, bên có khoảng mấy chục tầng cấm chế, nhất định phải có 10 vị trưởng lão cùng nhau mở ra, mới có thể lấy được. Nội tâm mọi người đều như lửa nóng, rất nhiều người đã nghe nói qua uy lực của tổ khí, nghe nói có thể sánh bằng thần khí, có thể làm cho chiến lực võ giả nâng cao gấp 10 lần. Đáng tiếc duy nhất chính là năng lượng còn lại của tổ khí không nhiều lắm, một khi sử dụng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ, sau đó tổ khí chỉ có thể biến thành sắc vụn. Chỉ chốc lát sau, Lê Thương đã mang theo chính vị trưởng lão trở lại, cấm chế bên trong pháo đài mở ra lần nữa, Lê Thương cầm một cái hộp sắt màu ám kim to lớn đi đến. Hộp sắt dài hơn một trượng, trên cái hộp điêu khắc đồ văn thần bí, liếc mắt nhìn cũng cảm thấy cái này không phải là vật phàm. Hộp đựng tổ khí đã bất phàm như thế rồi, tổ khí bên trong sẽ cường đại đến cỡ nào? dưới ánh mắt nóng trực của vô số người lê thương đi đến trước mặt cơ chiến thiên thân thể hắn hơi cúi xuống giơ cao hai tay đang cầm cái hộp nói điện chủ mời lấy tổ ký tốt cơ chiến thiên đứng lên hơi thở cuồng bạo tràn ngập trên người tinh mang trong mắt sáng quắc bàn tay hắn chọc vào phía trên hộp sắt từ từ mở ra oanh một đạo quang mang ám kim từ trong hộp sắt bắn ra cơ chiến thiên dùng tay tìm kiếm ở bên trong lấy ra một thanh cự kiếm tráng lệ. Đây là một thanh cự kiếm màu ám kim, dài một trượng, toàn thân đều có hoa văn ám kim, vô cùng tráng lệ bá khí, chỗ chui kiếm còn có hai chữ đấu thiên như rồng bay phượng múa. Một thanh kiếm, còn chưa quán chú huyền lực, chỉ là thân kiếm đã khiến mọi người cảm thấy bị áp bách và hít thở không thông. Ánh sáng ám kim phía trên thanh kiếm, tựa như sinh màu sắc đẹp nhất trên thế giới này, khiến nhóm người nhìn đến hoa mắt, thần hồn bị chấn nhiếp. Oanh, giới chỉ trong tay cơ chiến thiên phát sáng thu đấu thiên tổ khí vào hiện tại hắn sẽ không sử dụng một khi sử dụng thanh kiếm này sẽ chỉ có thể dùng trong một canh giờ nhất định phải sử dụng ở thời khắc quan trọng nhất cốt rồi hiện tại tiến vào đề tài thảo luận thứ hai ánh mắt cơ chiến thiên nhìn về phía lê thương lê thương không có giải thích gì mà hướng ánh mắt về phía cơ mộng điềm nói đề nghị này do cơ đường chủ nói ra vậy thì để cho nàng tới giải thích cho mọi người bá 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 ánh mắt đám người nhìn về phía cơ mộng điềm trong mắt khương thiên thuận và tam thái công hiện lên một chút sắc bén trong tâm bọn họ có một loại dự cảm xấu bị nhiều cường giả nhìn chăm chú như vậy nhưng cơ mộng điềm không có một chút khẩn trương nào nàng cười ngọt ngào đứng lên sau khi cuối người hành lễ liền bước lên phía trước sau khi hành lễ lần nữa mới nói chư vị tiền bối trưởng lão nhận được sự quan tâm của chư vị thanh chiến đường đã được thành lập Mộng điềm thân mang trọng trách không dám lười biến Đã thống nhất phần lớn võ giả trẻ tuổi bên trong thành Hợp mưu hợp sức Vì thủ hộ nhân tộc mà góp ra một phần sức lực Cơ mộng điềm ăn nói khéo léo Cộng thêm thân phận siêu nhiên Bộ dạng tuyệt mỹ Khiến mấy lão gia hỏa gật đầu lia lịa. Nàng dừng một chút Sắc mặt trở nên trang trọng Nghiêm nghị nói Dưới sự nỗ lực của thanh chiến đường chúng ta Chúng ta nghĩ ra một loại biện pháp Có thể phá giải nguy cơ trước mắt của thí ma thành hơn nữa nếu áp dụng thuận lợi mà nói, tỷ lệ thành công đạt được 8 phần. Xôn xao. Toàn trường nhất thời sôi trào, cả đám lão gia hỏa suy nghĩ lâu như vậy cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vậy mà cơ mộng điềm đã nghĩ ra phương pháp phá cục rồi. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn cao đến 8 phần. Rất nhiều lão gia hỏa lập tức đứng dậy, tranh nhau lên tiếng hỏi thăm cơ mộng điềm và vui vẻ khen ngợi. Nói rõ, nếu như cơ mộng điềm thật sự có thể phá cục, chắc chắn sẽ là đệ nhất anh hùng của nhân tộc trong 10 vạn năm qua. Chư vị tiền bối, trưởng lão đừng nóng vội. Cơ mộng điềm mỉm cười giơ tay lên, bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng vội, sau khi đại điện triệt để an tĩnh, nàng mới mở miệng nói. 10 ngày trước, ta đã phái người gặp mặt đại ma thần, đồng thời bàn bạc xong nghiệp nghị. Chỉ cần chúng ta dân tặng một món vật phẩm cho hắn, hắn sẽ lập tức hạ thiên ma huyết thệ, bảo đảm nuôi binh, hơn nữa trong vạn năm tứ tộc tuyệt không tấn công nhân tộc Hiệp nghị Sắc mặt mọi người hơi đổi Vậy mà cơ mộng điềm lại đi đàm phán với đại ma thần Đây là tư thông với địch mà Thế nhưng cơ mộng điềm có thể đàm phán với đại ma thần mà nói Thì cô gái này cũng rất có năng lực và gan dạ rồi Chuyện này là thật Cái vật phẩm gì? Trong đại điện lại huyên náo lên Chấp pháp trưởng lão không lộ biểu cảm hai người Khương Thiên Thuận Tam Thái Công liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi thay đổi lần nữa. Lê Thương khoát tay áp chế mọi người, cơ mộng điềm nói. Tự nhiên chuyện này không thể là giả, chuyện lớn như thế làm sao mộng điềm có thể lừa gạt chư vị. Lúc này sứ giả của Đại Ma Thần ở ngay trong Thí Ma Thành, Điện Chủ và Lê Trưởng Lão tự mình hỏi thăm qua rồi. Cơ mộng điềm dịu dàng cười một tiếng, tiếp tục nói. Về phần đồ vật Đại Ma Thần muốn, chính là thiên tà châu của Lục Ly Công Tử, đại ma thần nói rõ chỉ cần có được thiên tà châu sẽ lập tức lui binh nếu không lần này sẽ không chết không thôi lục ly thiên tà châu vẻ hưng phấn trong mắt mọi người ảm đạm xuống làm sao lục ly có thể ngoan ngoãn giao ra thiên tà châu hơn nữa nếu như hắn biết được mọi người mưu đồ thiên tà châu của hắn sợ là sẽ giận tím mặt đại khai sát giới lần đầu tiên sắc mặt chấp pháp trưởng lão trở nên âm trầm trong mắt khương thiên thuận và tam thái công lại càng có sát khí cuồn cuộn đến hôm nay cơ mộng điềm còn chưa từ bỏ ý định tứ tộc tiếp cận nhân tộc đã sắp diệt vong rồi còn muốn nội đấu cơ mộng điềm không quan tâm ánh mắt giết người của đám người khương thiên thuận mà duyên dáng yêu kiều đi lại mấy bước trong đại điện vô cùng tự tin nói mọi người đều đang lo lắng lục công tử sẽ không giao thiên tà châu ra sao chư vị yên tâm chỉ cần trưởng lão đường đồng ý hơn nữa phối hợp với ta mộng điềm có tám phần nắm chắc để lục công tử dâng ra thiên tà châu tám phần nắm chắc. Bốn chữ này khiến ánh mắt rất nhiều người phát sáng, nếu như có thể khiến lục ly dân ra thiên tà châu, đại ma thần có được thiên tà châu lại thật sự lui binh mà nói. Rất nhiều người vui mừng nghe. Ý nghĩa tồn tại của thí ma điện là cái gì? Chính là vì thủ hộ nhân tộc, còn lại tất cả đều không quan trọng. Lần này tứ tộc tiếp cận, bởi vì vu thần độc mà cường giả nhân tộc không có biện pháp xuất chiến, thí thiên thành thí địa thành thí yêu thành lần lượt rơi vào tay giặc nhân tộc tràn ngập nguy cơ, đã không thể không sử dụng tổ khí rồi. Cho dù sử dụng tổ khí, thì có thể kích sát đại ma thần sao. Đừng nói cơ chiến thiên không nắm chắc, cho dù cả đám trưởng lão cũng thấy không ổn. Bởi vì đại ma thần có được không gian chuyển di áo nghĩa, cơ chiến thiên tiến đến gần một chút sẽ bị trực tiếp dời đi, cơ chiến thiên cũng sẽ bó tay, tổ khí chỉ có thể kiên trì một canh giờ, đợi cơ chiến thiên trở lại thì tổ khí cũng vô dụng, Tất cả mọi người đều biết Thiên Ma Đại Đế, đó là chân thần ma tộc thờ phụng, nếu như đại ma thần thật sự lập xuống Thiên Ma huyết thể mà nói, nhất định sẽ lui binh. Vạn năm sau đại ma thần chết đi, nhân tộc sẽ không ngừng xuất hiện cường giả, đến lúc đó nói không chừng nhân tộc có năng lực áp tứ tộc rồi. Lục Ly nghĩ như thế nào? Rất nhiều người sẽ không để ý, điều kiện tiên quyết là có thể lấy được Thiên Tà Châu, nếu không Lục Ly giận dữ, thí ma thành sẽ nhất lên gió tanh mưa máu. Một vị trưởng lão nói nghi hoặc trong nội tâm ra. Mộng Điềm trưởng lão, có thể nói toàn bộ kế hoạch của ngươi ra hay không, nếu như có thể được, chúng ta sẽ bàn bạc. Vô số ánh mắt khóa lại cơ Mộng Điềm, hết sức vui mừng, nàng có biện pháp gì khiến Lục Ly ngoan ngoãn giao thiên tà châu ra. Lục Ly kiệt ngạo bất tuân, lòng dạ độc ác, chọc giận hắn hậu quả sẽ khó liệu. Rất đơn giản. Trong mắt đẹp của cơ Mộng Điềm lưu chuyển tia sáng nói, trong thí ma thành có một cái khốn thần đại trận đúng không? Chỉ cần mở đại trận ra, lục ly sẽ không động được, còn làm sao khiến lục công tử dân thiên tà châu ra thì giao cho ta là được. Nếu như ta không làm được, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm, trở về tự sát tạ tội. Toàn trường an tĩnh quỷ dị, cơ mộng điềm cầm mạng của mình ra đảm bảo, nhưng không thể khiến mọi người có lòng tin. Quả thực bên trong thành có khốn thần đại trận, nhưng có thể vây khốn thiên tà châu hay không vẫn còn phải xem xét. Hơn nữa bên trong thành có không ít người của lục ly, làm không tốt thí ma điện sẽ xảy ra nội chiến. Rất nhiều người nhìn về phía đám người Khương Thiên Thuận, Tam Thái Công, còn có người nhìn chấp pháp trưởng lão, nếu như chấp pháp trưởng lão nổi giận, ai dám tán thành. Ánh mắt cơ mộng điềm quét qua trên mặt Khương Thiên Thuận Tam Thái Công, mấp máy miệng nói. Chư vị không cần quá khẩn trương, lần này chúng ta không phải muốn nhằm vào lục công tử. Chẳng qua là tình thế bắt buộc, Đại ma thần nói rõ muốn thiên tà châu, vì an nguy của nhân tộc nên chúng ta mới bất đắc dĩ làm vậy. Chúng ta không chỉ không nhằm vào lục công tử, còn có thể bởi vì hắn nghĩ đến đại nghĩa ngợi khen hắn, ta nghĩ lục công tử sẽ vì nhân tộc, làm ra một chút nhượng bộ. Cơ mộng điềm nói rất đạo mạo, chính khí nghiêm nghị, đám người không có biện pháp phản bác nàng. Thoạt nhìn cơ mộng điềm đúng là vì nhân tộc, nhưng từ vẻ mặt cơ chiến thiên và lê thương đến xem, đạt thành hiệp nghị với đại ma thần không có vấn đề. Chuyện này đã không thể nghi ngờ. Cơ Chiến Thiên cầm đấu Thiên Tổ khí, không phải là vì đối phó Lục Ly, mà vì lấy Thiên Tà Châu ư? Đột nhiên trong đầu Khương Thiên thuận hiện lên một cái ý niệm to gan, cầm đấu Thiên Tổ khí đi đối phó đại ma thần có chút miễn cưỡng, một cái không gian chuyển di sẽ khiến tổ khí mất tác dụng. Nhưng dùng để đối phó Lục Ly mà nói, lại rất hữu dụng. Chư vị. Rốt cục Cơ Chiến Thiên cũng mở miệng nói chuyện, hắn lộ vẻ trang nghiêm nói: Mộng Điềm nói không sai, lần này chúng ta không phải muốn nhằm vào Lục Ly, mặc dù ta và hắn có một ít tư oán, nhưng cơ mổ vẫn phân biệt được tư oán và đại nghĩa nhân tộc. Ta đã tự mình triệu kiến sứ giả của đại ma thần rồi, hiệp nghị không thành vấn đề, cho nên. Vì đại nghĩa nhân tộc, chỉ có thể oan ức Lục Ly một chút. Ta ở chỗ này bảo đảm sau khi Lục Ly dân thiên tà châu ra, sẽ trở thành trưởng lão vinh dự của thí ma điện chúng ta, bất luận kẻ nào dám nhằm vào hắn, Thí ma điện chúng ta sẽ cùng tru diệt hắn Được rồi, bỏ phiếu Cơ chiến thiên muốn bỏ phiếu Mọi người lại trầm mặt như trước Lê Thương ho khang một tiếng nói Ta là người thứ nhất bỏ phiếu Ta đồng ý kế hoạch của mộng điềm trưởng lão mặt chấp pháp trưởng lão không có biểu cảm Không nói, cũng không phản đối Người bên cơ chiến thiên bắt đầu bỏ phiếu Các trưởng lão phe phái ngũ đại gia tộc Đi theo cơ chiến thiên Đều dùng dập đứng dậy đồng ý Ta phản đối sau khi số phiếu đồng ý đạt đến hơn 20 phiếu, cuối cùng chấp pháp trưởng lão mới mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn đám người cơ chiến thiên nói: "Chuyện này rất mạo hiểm, làm không tốt bổn tọa cũng không cách nào khống chế kết cục, nếu như các ngươi cố ý như thế, tự các ngươi gánh chịu hậu quả." Sau khi chấp pháp trưởng lão nói xong, liền đứng dậy muốn đi ra phía ngoài, nhưng trưởng lão khống chế cấm chế trong đại điện không mở cấm chế ra. Lê Thương lạnh lùng mở miệng nói: "Chấp pháp trưởng lão kết quả vẫn chưa có, ngươi cần gì phải đi vội vã như vậy. Sát khí trên người chấp pháp trưởng lão nhất thời tuôn ra, lạnh lùng quét nhìn Lê Thương nói. Làm sao? Còn muốn khống chế ta? Sợ ta để lộ bí mật. Nếu không, giết ta đi, là xong hết mọi chuyện. Đúng vậy, chúng ta cũng phản đối. Bảy tám người Khương Thiên Thuận, Tam Thái Công đều đứng dậy, thân thể chật lóe lên đứng ở sau lưng chấp pháp trưởng lão, nói rõ cùng chung tiếng thoái. Thốc ưng. Đột nhiên cơ chiến thiên gầm lên, vỗ bàn nói. Ngươi không được quên thân phận của mình, ngươi là chấp pháp trưởng lão thí ma điện, không phải lão tổ lục gia nữa, lục gia và ngươi không còn quan hệ. Bước vào thí ma điện, thì cả đời là người của thí ma điện, lúc này lấy lợi ích của thí ma điện vì tôn, lấy đại nghĩa nhân tộc làm trọng. Thốc ưng là tên của chấp pháp trưởng lão, người biết cái tên này không nhiều lắm, nếu gọi được ra càng ít hơn cơ chiến thiên gầm lên trước mặt mọi người đã biểu lộ sự phẫn nộ của hắn vẻ mặt khương thiên thuận tam thái công khẽ biến lần này nghị sự đều ở dưới thiết luật của thí ma điện đám người cơ chiến thiên cũng không có sai nếu như chấp pháp trưởng lão kiên trì đối nghịch với bọn hắn mà nói cơ chiến thiên có quyền đánh chết bọn họ ngay tại chỗ mặc dù nội tâm các trưởng lão còn lại không đành lòng nhưng cũng chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt lê thương và một đám trưởng lão đều đứng lên mắt nhìn chằm chằm vào mọi người ý tứ rất rõ ràng nếu như chấp pháp trưởng lão cố ý đi ra ngoài mà nói bọn họ sẽ khai chiến trong lúc nhất thời không khí trong đại điện trở nên vô cùng ngột ngạt rất nhiều trưởng lão không dám thở mạnh sợ có cái gì không tốt đại chiến sẽ bạo phát trong đại điện máu chảy thành sông nét mặt chấp pháp trưởng lão bất biến nội tâm chần chờ xem đám người cơ chiến thiên diễn xuất nếu như hắn ngạnh kháng đến cùng đại chiến không thể tránh khỏi Cơ chiến thiên là hóa thần chi cảnh, một người đã có thể quét ngang mấy người bọn họ. Bỏ đi. Một lát sau chấp pháp trưởng lão cười tự dễu một tiếng, dẫn người ngồi trở về, ánh mắt hắn không nhìn cơ chiến thiên, mà nhìn chầm chầm cơ mộng điềm, nói. Cơ mộng điềm, lục ly là hạng người gì, ngươi nên biết, hy vọng ngươi. Không sai lầm. Ha ha. Cơ mộng điềm cười nhạt, cuối người hành lễ nói. Chấp pháp trưởng lão dạy bảo đúng, Mộng Điềm ghi nhớ trong tâm. Được rồi, tiếp tục bỏ phiếu. Cơ chiến thiên ngồi xuống, vẫy tay một cái, tiếp tục bỏ phiếu. Thế nhưng lần bỏ phiếu này còn ý nghĩa sao? Phần lớn trưởng lão đều bỏ cuộc, bên chấp pháp trưởng lão chỉ có hơn 10 phiếu, còn bên kia thì đã đạt đến hơn 30 phiếu. Bỏ phiếu thông qua. Sau khi tất cả mọi người bỏ phiếu xong, cơ chiến thiên đứng dậy nói. Lập tức áp dụng kế hoạch, mở khống thần đại trận ra, không tỏa toàn thành. Cơ mộng điềm trưởng lão, tất cả giao cho ngươi. Trong tình hình chung không thể sử dụng khốn thần đại trận, bởi vì đại trận này không phải dùng để vây khốn kẻ địch, mà là dùng để vây khốn người mình. Trên căn bản địch nhân không vào được thí ma thành, tiến vào mà nói khốn thần đại trận cũng vô dụng. Cho nên trong lịch sử chỉ sử dụng khốn thần đại trận 3 lần, đều để dùng vây khốn phản đồ nhân tộc. Quy cũ cũ, tất cả mọi người không ra. Chỉ có Lê Thương mang theo chính vị trưởng lão đi ra ngoài. Cơ Chiến Thiên vì phòng ngừa đám người Khương Thiên thuận, Tam thái công báo tin đã âm thầm phái người giám thị bọn họ. Sắc mặt đám người Tam thái công hơi gấp, trong mắt như muốn phun ra lửa, nhưng cũng không thật sự loạn động, nếu không sẽ bị Cơ Chiến Thiên lấy đại nghĩa trực tiếp chém giết, chết rồi còn lưu lại tiếng xấu. Chấp pháp trưởng lão mặt không biểu cảm, nội tâm lại liên tục cười lạnh, hắn vô cùng hiểu rõ Lục Ly rất có thể lần này mọi người không lấy được thiên tà châu còn chọc giận lục ly cuối cùng bên trong thành máu chảy thành sông thời gian từ từ trôi qua sau ba nén hương đột nhiên trong một tòa biệt viện lóe lên một đạo ánh sáng sung thiên tia sáng kia vô cùng chói mắt còn có dao động không gian khủng bố thoáng tái kinh động tất cả mọi người trong thành oanh cục sáng sung thiên bắn thẳng đến vòng bảo hộ thất thải trên bầu trời sau đó lại bắn ngược xuống bao phủ một tòa biệt viện trong thành và biệt viện kia xuất hiện một cái vòng bảo hộ màu đỏ. Vòng bảo hộ màu đỏ không nhu hòa giống vòng bảo hộ, ngược lại tràn ngập huyết sát chi khí nồng đậm, khiến người ta cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng lên. Giống như bên trong vòng bảo hộ kia có được lực lượng không hiểu, người bị bao phủ ở trong vòng bảo hộ có thể bị vòng bảo hộ luyện hóa. Hư hư hư. Đột nhiên bên trong thành xuất hiện dị biến như thế, Khiến rất nhiều người lập tức bay lên không trung, sau khi bọn họ nhìn thấy vòng bảo hộ đỏ như máu bao phủ xuống biệt viện, sắc mặt vô số người đại biến. Khống thần đại trận, điện chủ muốn làm gì? Nơi đại trận khóa lại chính là biệt viện của Lục Ly. Điện chủ sẽ động thủ với Lục Ly sao? Này, này. Tứ tộc sắp công thành, nhân tộc lại còn nội đấu, điện chủ đây là. Câm miệng. Rất nhiều người đều nghe nói qua Khống thần đại trận vòng bảo huyết sắc hộ lại quá rõ ràng, mọi người lập tức đoán ra được, sắc mặt vô số quân sĩ cường giả thay đổi, nội tâm lại càng bất an. Xong rồi. Ba người dương bất xính, quỷ xa, điệp hoa bà bà bay vụt lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ba người đều có hiểu biết về khống thần đại trận, đại trận này không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có trấn áp chi lực cường đại, võ giả ở bên trong không vận dụng được ba thành chiến lực. Quan trọng nhất là đại trận này còn có chức năng dung luyện mãnh liệt, có thể luyện hóa tất cả sự vật trong đại trận, bao gồm người và vật, trong lịch sử đã từng có mấy tên địa tiên bị tư sống luyện hóa chết. Xì xì. Mấy đạo nhân ảnh trong đại trận bắn ra, chính là đám người lục nhân hoàng và lão cửu quân gia, sáu người thấy huyết sắc đại trận bên ngoài biệt viện, nét mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Suy lạp. Lục nhân hoàng không nói một lời lấy ra trường thương màu vàng kim, hung hăng đâm về phía vách ngăn vòng bảo hộ, nhưng một đâm này của hắn không làm cho vòng bảo hộ có nửa điểm dao động, ngược lại thân thể bị bắn ngược ra. Không tốt. Lục nhân hoàng kinh hô lên, trong con ngươi lộ ra một chút phẫn nộ, gầm lên giận dữ. Cơ chiến thiên, lăn ra đây. Rầm 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 oanh. Đám người lão cửu quân gia dùng dập động thủ, chỉ là lực công kích của bọn hắn đều bị áp chế, không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn cho vòng bảo hộ. Hơn nữa trong hộ tráo bắt đầu tràn ngập sương khói màu đỏ nhạt như máu, mọi người cảm giác trong sương khói này có được một loại năng lực kỳ lạ, đang ăn mòn dung luyện thân thể của bọn họ. Nhanh báo cho ly thiếu. Lão cửu quân gia quát lên, một người bay đi, tiến vào trong biệt viện, đột nhiên đánh một chưởng về phía thiên tà châu. Thiên tà châu và lục ly là nhất thể, thiên tà châu bị công kích, nhất định lục ly sẽ lập tức biết. Nhưng mà, liên tục đánh ra ba chưởng, Thiên Tà Châu đang nghe chuyện trên TV, audio CV đều không có bất kỳ dị động, dường như Lục Ly không phát hiện, rõ ràng không dùng thần niệm dò xét. Nguy rồi, khẳng định Ly Thiếu đang xung kích nhân hoàn cảnh. Vị địa tiên này âm thầm kêu khổ. Lúc trước Lục Ly đã truyền lời nói, trừ phi là chuyện lớn, còn lại không được kinh động hắn. Lúc này không cách nào kinh động hắn, rất có thể là đang ở thời khắc mấu chốt xung kích nhân hoàn, Lục Ly không cách nào bước ra phản ứng lại bọn họ tên địa tiên này chỉ có xông ra ngoài nói lại tình huống cho mọi người trên mặt mọi người lập tức tràn ngập vẻ gấp gáp cùng nổi giận mặc dù lục nhân hoàng có thần khải cửu dai chung cực bọn họ có bán thần khí nhưng bọn họ cảm giác loại sương mù huyết sắc này rất độc trực tiếp tiến vào bên trong thân thể bọn họ từ lỗ chân lông ăn mòn nhục thể của bọn họ hưu 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 từng đám người ở trong trưởng lão đường bắn ra cơ chiến thiên mang theo chúng trưởng lão đi đến đám người chấp pháp trưởng lão cũng bay ra Lục Nhân Hoàng và chấp pháp trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nội tâm lại càng trầm xuống, hắn từ trong ánh mắt của chấp pháp trưởng lão nhìn ra sự bất đắc dĩ và đau khổ, điều này nói rõ chấp pháp trưởng lão cũng không thể ngăn cản chuyện này. Toàn thành an tĩnh một chút không nên động, tất cả trở về đi. Cơ chiến thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt rét lạnh quét nhìn toàn thành, quát khẽ. Chuyện này là kế hoạch trưởng lão đường thí ma điện thông qua, tất cả đều vì thí ma điện, vì nhân tộc chúng ta cũng sẽ không mạo muội phát động nội chiến, toàn bộ trở về đi. Quyền uy của cơ chiến thiên ở thí ma điện vẫn rất cao, hắn vừa mở miệng vô số quân sĩ đã dồn dập quay về, thế nhưng thần niệm vẫn khóa lại bên trong thành, vẻ mặt mọi người liên tục thay đổi, nội tâm hết sức bất an. Hai hổ tranh nhau, tất có một tổn thương. Bất luận người nào tổn thương, đối với nhân tộc đều là tổn thất, hơn nữa tính cách lục ly vốn bạo ngược hung tàn, cơ chiến thiên chủ động bố cục mưu hại hắn, làm sao hắn có thể không giận. Nếu như hắn phá tan khốn thần đại trận, sợ là bên trong thành sẽ thay chất ngổn ngang. Cơ chiến thiên đợi trong thành an tĩnh xuống, ánh mắt nhìn về phía biệt viện trong khốn thần đại trận, mở miệng nói. Lục ly, đi ra đi. Vô số thần niệm xuyên thấu qua khốn thần đại trận khóa lại thiên tà châu đang lơ lửng trong biệt viện, chờ lục ly xuất hiện. Cơ mộng điềm mang theo hai vị trưởng lão bay lên phía trước mấy trường, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển trong mắt đẹp, tất cả đều là dáng vẻ tự tin. Nàng tin tưởng chỉ cần lục ly đi ra, nàng có tám phần nắm chắc thuyết phục lục ly dân ra thiên tà châu. Vì hôm nay nàng và lục toan đã mưu tính nhiều ngày, tuyệt không cho phép thất bại. Chỉ cần lục ly dân ra thiên tà châu, đại ma thần sẽ thối lui, nàng sẽ trở thành đại anh hùng nhân tộc. Mà lục ly, không có thiên tà châu, hắn cái gì cũng không phải, sống hay chết, còn không phải là các nàng tùy tiện vê nặng sao chắc chắn cơ chiến thiên cũng sẽ không cho phép lục ly sống sót một hòn đá hạ hai con chim nghĩ tới đây nụ cười trên khóe miệng cơ mộng điềm càng thêm rực rỡ ánh mắt nhìn vào trong một tòa biệt viện ở phía dưới đối mắt với một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn nho nhã trong mắt hai người đều tràn ngập sát cơ thế nhưng chờ một lúc lục ly vẫn không xuất hiện cơ chiến thiên kêu gọi lục ly đầu hàng nhưng hắn không có bất kỳ đáp lại nào đám trưởng lão cảm giác như bị lục ly lặng yên tác cho một cái. Ha ha! Cơ mộng điềm cười nhạt, mở miệng nói. Lục ly, ẩn nấp ở bên trong thiên tà châu không có ý nghĩa gì đâu, ngươi có thể trốn cả đời ở bên trong sao? Ngươi có thể ẩn nút, những người còn lại có thể ẩn núp ư. Ra đi! Câu nói phía sau của cơ mộng điềm tràn ngập ý uy hiếp nồng đậm, khiến sắc mặt rất nhiều người đều trở nên không được tự nhiên không ngờ cơ mộng điềm lại dùng người vô tội uy hiếp, thủ đoạn như thế thật hèn hạ. Lục Ly vẫn không có bất kỳ đáp lại, thế nhưng chỉ chốc lát sau, bầu trời bên ngoài thí ma thành đột nhiên có một chút thay đổi. Bốn phương tám hướng vốn có rất nhiều dị tộc, những dị tộc kia cũng không có quá để ý động tĩnh của nhân tộc bên này, tiếp tục vây thí ma thành đến nước chảy không lọc, liên miên không ngừng. Vào thời khắc này thiên địa huyền khí ở bốn phương tám hướng yên lặng chuyển dời sang bên này lúc bắt đầu tốc độ không quá nhanh, cũng không nồng đậm, nhưng dần dần càng lúc càng nồng đậm. Ồ! Đại ma thần ngồi xếp bằng ở trên đỉnh một ngọn núi lớn đã cảm ứng được, chân mày hắn cau lại, có một chút nghi ngờ, đại đế tam tộc ở gần đó, cũng cảm ứng được. Có cái gì không đúng? Càng lúc thiên địa huyền khí càng nồng nặc, đã đạt đến tình trạng khủng bố, rốt cục sắc mặt đại ma thần cũng thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn lên chính tầng trời, nghi hoặc nói, Thí Ma Thành đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thiên Địa Huyền khí dao động kịch liệt như thế? Thiên Địa Huyền khí thật nồng đậm. Một vài cường giả tứ tộc đã cảm ứng được. Mặc dù cường giả tứ tộc tu luyện công pháp khác, nhưng đều hấp thu lực lượng cội nguồn giống nhau, đều là hấp thu Thiên Địa Huyền khí, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Huyền khí dao động kịch liệt. Trong tình hình chung, nếu có người phóng thích áo nghĩa cường đại, cũng sẽ có Thiên Địa Huyền khí dao động, nhưng tuyệt đối không kinh khủng như thế lúc này huyền khí điên cùng tụ tập trên không khí ma thành nếu như nói bên trong thành không xảy ra vấn đề ngay cả quân sĩ bình thường của tứ tộc cũng sẽ không tin ồ cơ chiến thiên cũng cảm ứng được mặc dù bên ngoài thành trì có vòng bảo hộ bảy màu cường đại nhưng thần niệm của bọn hắn có thể tản ra ngoài lực cảm ứng của hóa thần chi cảnh nhạy cảm như vậy làm sao có thể không phát hiện ra đầu mối chứ ánh mắt cơ chiến thiên nhìn lên trời cao xuyên thấu qua quân sĩ tứ tộc trên bầu trời thần niệm quét mấy lần, sắc mặt lộ ra vẻ nghi ngờ không thôi. Thiên địa huyền khí tụ tập trên không thí ma thành, vậy thì không phải từ chỗ tứ tộc, mà là trong thí ma thành khơi ra. Nhưng trong thành trì không có người phóng thích áo nghĩa, tất cả bên trong thành vẫn như trước, không có bất kỳ khác thường gì, vì sao thiên địa huyền khí điên cùng tụ tập như thế? Tản ra, đại ma thần thấy thiên địa huyền khí vẫn còn đang tụ tập, sợ gặp chuyện không may, nên hạ lệnh cho quân sĩ tứ tộc tản ra, nếu không những thiên địa huyền khí kia nổ tung mà nói, quân sĩ ở gần ngay cả xương cốt cũng không còn. Quân sĩ tứ tộc nhanh chóng tản ra, bầu trời thoáng sáng lên, cường giả bên trong thành lập tức phát hiện dị trạng, dùng dập ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Xung sao. Rất nhanh bên trong thành trở nên xung sao, bởi vì thiên địa huyền khí trên bầu trời đã nồng nặc đến mức sắp ngưng tụ thành hình rồi. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được trên bầu trời có những đám mây quái tượng như thế quả thực là mới nghe lần đầu hơn nữa thiên địa huyền khí còn đang không ngừng tụ tập đám mây trên bầu trời càng lúc càng rõ ràng mặc dù những đám mây kia hơi mờ nhưng lúc này đã có thể mơ hồ thấy được thiên địa huyền khí tiếp tục tụ tập xuống nhất định sẽ càng thêm rõ ràng thiên địa huyền khí hóa thành đám mây đây là tình huống gì chẳng lẽ đây là áo nghĩa thần thông cường đại mà đại ma thần ngưng tạo ra muốn một chiêu nện mở đại trận bảo hộ thí ma thành không đúng. Rất nhiều người nhìn thấy lúc này đại ma thần cũng đứng ở giữa không trung bên ngoài thành, trên mặt tràn đầy vẻ không tin nhìn đám mây trong không trung, trong con ngươi toàn là vẻ ngưng trọng. Đại ma thần không có bất kỳ dị động nào, như vậy ai làm ra đám mây này? Ai có thể hội tụ nhiều thiên địa huyền khí như vậy? Ai có thể có thủ đoạn kinh thiên này, khiến thiên địa huyền khí trở nên bền chắc? Theo thời gian trôi qua, càng ngày thiên địa huyền khí càng tụ tập nhiều, Đám mây trên bầu trời đã vô cùng rõ ràng rồi, những đám mây hơi mờ lơ lửng trên bầu trời, cực kỳ quỷ dị. Thiên Địa Huyền Khí Kinh cũng như thế, ngộ nhở nổ tung mà nói. Nhất định sẽ tạo thành xung kích rất lớn đối với thí ma thành. Không cẩn thận vòng bảo hộ không trụ được lực lượng xung kích cường đại như vậy, trực tiếp nổ tung mà nói. Không nói cường giả tứ tộc bên ngoài nhìn chằm chằm vào, mà chỉ cần lực trùng kích cường đại kia cũng có thể đánh chết phần lớn người bên trong thành. Vấn đề là Người bên trong thành có thể có biện pháp gì? Đừng nói lúc này không ra được, cho dù có thể ra, ai dám đi xua tan những thiên địa huyền khí kia? Có thể xua tan sao? Ban đầu đám người cơ mộng điềm đều chờ lục ly đi ra, nhưng lúc này không ai để ý đến lục ly nữa. Cơ chiến thiên và một đám trưởng lão nhìn chầm chầm đám mây huyền khí trên bầu trời, nội tâm thấp thỏm bất an, bởi vì thiên địa huyền khí vẫn đang hội tụ. Lúc này tất cả mọi người đều cảm giác trên bầu trời như xuất hiện một quả bom khổng lồ, lúc nào quả bom kia cũng có khả năng nổ tung, sang phẳng thành trì thành bình địa, xé nát tất cả mọi người. Tiếp tục lùi về sau một chút. Đại ma thần cũng hơi lo sợ, phất phất tay để quân sĩ tứ tộc xem náo nhiệt ở bốn phía lui về phía sau. Đồng thời chính hắn cũng lui về phía sau mấy trăm trượng, huyền khí hội tụ trên thí ma thành quá kinh khủng, một khi phát sinh nổ tung mà nói. Quy lực sẽ vô cùng khủng bố, ít nhất có thể lan ra ngàn dặm. Trong mắt đại ma thần lộ ra một chút hưng phấn, nếu quả thật nổ tung mà nói, lực xung kích trong nháy mắt đó đủ để chọc thủng đại trận bảo hộ thí ma thành. Đoán chừng mấy trăm vạn quân sĩ bên trong sống sót chưa tới một thành, hơn nữa mỗi người đều bị thương nặng, đến lúc đó hắn chỉ cần ung dung mang theo đại quân giết vào, giết sạch tất cả mọi người. Vù vù. Rất nhiều người trong thí ma thành sợ hãi không thôi, hô hấp đều trở nên dùng dập. Mắt nhìn đám mây huyền khí trên bầu trời, nội tâm thấp thỏm bất an. Giờ khắc này ngay cả cơ chiến thiên cũng bị hù dọa rồi, một khi nổ tung, nhân tộc sẽ triệt để xong đời. Vì sao lại như vậy? Tại sao lại có nhiều huyền khí tụ tập như này? Trong mắt cơ mộng điềm đã sớm không có thần thái, chỉ còn lại sự nghi hoặc vô tận, trong thành không có bất kỳ điều gì khác thường. Vì sao thiên địa huyền khí ở bốn phía lại vô duyên vô cớ tụ tập phía trên thành trì? Quanh! Chốc lát sau, đám mây huyền khí trên bầu trời chuyển động, biên cùng tụ tập vào trung tâm, một luồng hơi thở khủng bố tràn ngập, khiến đại ma thần tiếp tục lui về phía sau ngàn trượng, con ngươi càng thêm sáng rực dọa người. Muốn đổ tung sao? Tam Thái Công lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên trong lòng có một loại giải thoát, không chỉ đối hắn mà đối với rất nhiều người mà nói thời khắc vừa rồi đều là dằn vặt. Trước cục lúc này cũng sắp kết thúc, mọi người không cần lo lắng sợ hãi nữa, việc gì nên tới thì cứ tới. CC. Xì xì. Mấy vạn đám mây trên bầu trời điên cuồng tụ tập vào một chỗ, hơi thở càng lúc càng khủng bố. Rất nhiều người bên trong thành đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt đều trở nên tái mét. Ngay cả cơ chiến thiên cũng lộ ra một chút tuyệt vọng. Năng lượng trên bầu trời quá kinh khủng, một khi nổ tung tất cả mọi người đều phải chết. CC. Xì xì. Sự tình khiến vô số người kinh ngạc đã xảy ra. Sau khi đám mây huyền khí trên bầu trời tụ tập vào một chỗ. Đột nhiên bắn ra một đạo thất thải thần quang, đạo thất thải thần quang kia bắn thẳng xuống, chìm vào bên trong một tòa biệt viện trong thí ma thành. Soạt soạt soạt. Vô số ánh mắt nhìn theo chùm sáng tới biệt viện, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì tòa biệt viện kia chính là nơi ở của Lục Ly Lục Nhân Hoàng. Chùm tia sáng không có chợt lóe rồi biến mất, mà kéo dài một đoạn thời gian rất dài, đám mây huyền khí trên bầu trời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường đủ để thấy biến mất, đám mây vốn rất lớn không ngừng nhỏ đi giống như năng lượng bên trong đám mây huyền khí thông qua chùm tia sáng thất thải không ngừng rót vào trong biệt viện phía dưới cho nên năng lượng phía trên mới nhanh chóng biến mất này 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 tam thái công kinh ngạc lẩm bẩm đám người khương thiên thuận và chấp pháp trưởng lão cũng tràn đầy kinh ngạc về phần đám người cơ chiến thiên cơ mộng điềm lê thương thì là vẻ mặt quái lạ đến lúc này trong lòng mọi người đều có một loại hiểu ra thiên địa huyền khí này không phải vô duyên vô cớ tụ tập mà là bị người dẫn động bị lục ly dẫn động bởi vì thần niệm bọn họ dò xét thấy phía dưới đạo thất thải thần quan kia chính là thiên tà châu của lục ly lực lượng một người khơi dậy thiên địa dị tượng đến cùng lục ly đã làm gì chuyện lại có thể xúc động thiên địa phát tắc khiến thiên địa ban cho thần lực chấp pháp trưởng lão lẩm bẩm trong mắt lại phát ra tia sáng lấp lánh nét mặt giống như trẻ lại mấy chục tuổi vừa rồi đám người cơ chiến thiên mưu đồ đối phó lục ly lục ly lập tức làm ra động tĩnh lớn như vậy sợ là đám người cơ chiến thiên ngay cả tâm tư chết đi cũng có quả thực cơ chiến thiên đều có tâm muốn chết rồi cơ mộng điềm và lục toan nghĩ ra một cái kế hoạch hơn nữa cái kế hoạch này đã âm thầm bắt đầu rồi lúc này chính là thời khắc thu lưới lại không nghĩ rằng lục ly làm ra động tĩnh lớn như vậy thiên địa huyền khí nồng đậm như thế thiên địa dị tượng kinh khủng như thế nếu như nói thực lực lục ly không tăng mạnh đánh chết hắn cũng không tin vào thời khắc này hắn nhớ tới một chuyện trong lịch sử đấu thiên giới cũng đã xảy ra sự tình kỳ lạ như thế còn xảy ra ở trên người đấu thiên đại đế thời điểm đấu thiên đại đế thành thần tứ hải chấn động thiên địa huyền khí đều hội tụ ở đấu thiên thành chính là tụ tập trên thành như hiện tại nghe nói lúc ấy toàn bộ đấu thiên giới đều có thể cảm ứng được khi đó trên luân hồi thành hội tụ mấy vạn đoá thất thải tường vân thiên địa còn ban cho thần lực giúp đấu thiên đại đế đắp nặng thần thể nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha